Niên vụ cà phê 2023-2024, sản lượng có thể sẽ giảm đến 10% do thời tiết không thuận lợi. Ngay thời điểm này, nhà vườn trồng cà phê sẽ cần cường sức cho cây bằng các dưỡng chất gì để tăng khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của mùa khô? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 4 tháng 2 năm 2024. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.